cảnh này là cảnh buổi chiều nha, ở ngoài biển. Để mình tôi dần dầu cho các bạn coi. Đây là cái ngán, máng cái miệng cào vô hai bên này để cấp cào. Ngán này gắn ngán bên trái, ngán này gắn phải để bụng ra kéo cái miệng cào. Đây biển trong xanh và không có đẹp luôn. Giới thiệu sơ sơ ấy. Siêu to khổng lồ luôn các bạn ơi. Cá biển. Cái này là cái biển ngang đó mà nó con này nấu lẩu măng. Giới thiệu bạn Trần Đề Vlog với các bạn luôn. Đây bạn ấy đang cầm một con cá ngát biển rất là to. Thì bạn cầm cái thế giống như là mấy dũng sĩ kiếm hiệp cầm vũ khí vậy đó. Đâu dương lên thế kiếm hiệp coi. U giống như dũng sĩ đi quýnh võ lâm truyền kỳ mà lụm được cái đồ. Đưa cái đầu con cá lên cho nó bự hơn cái mặt của bạn không bạn Trần Đề. Chú cha mà ơi, bích mẹ cái mặt luôn rồi. To quá to. Nó có mấy râu hả? Điểm rồi nó có mấy râu hả? Điều á 2, 4, 8. Vì 2, 4 rồi tới 8. À 2, 4, 6, 8 nè các bạn. Cầm ha cầm. 4 ở đâu giữa nè, 4 ở bên trên nè. Con này khoảng tầm 6kg các bạn ơi. Đâu để coi chiều cao coi. Kênh subscribe, like, share, comment cho Trần Đề Vlog nha các bạn ơi. Cảm ơn các bạn nhiều.